Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực trong trường học luôn là vấn đề gây nhức nhối, đặc biệt là khi giáo viên có những động thái hăm dọa học sinh gây ảnh hưởng đến tâm lý các em, còn phụ huynh thì đi đòi lại công bằng cho con thay vì dùng lời nói mà lại chọn chân tay với giáo viên. Những vụ việc sau đây sẽ phần nào phản ánh đến quý vị thực trạng hiện nay của một số cá nhân trong việc giải quyết mâu thuẫn chưa được khéo léo. Xin kính mời và quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi bị phụ huynh tố cáo cô giáo sử dụng vũ lực với học sinh, đại diện trường mầm non Mai Ca ở huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định cũng đã đăng tải clip tố ngược phụ huynh hành hung cô giáo. Sáng ngày 31 tháng 5, đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Cát đã liên hệ và mời chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, ngụ tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phú Cát, lên để làm rõ về đơn tố cáo con gái của chị là cháu TNNL 5 tuổi bị cô giáo của trường mầm non Mai Ca hành hung hăm dọa. Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Mai Ca vừa gửi hai đoạn clip cho phóng viên để tố phụ huynh của cháu L, 5 tuổi, học sinh của nhà trường, về hành vi hành hung cô giáo của nhà trường. Theo bà Hạnh thì khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 5, cha mẹ của cháu L đã đến trường mầm non Mai Ca tìm hai cô giáo trực tiếp dạy lớp con mình là Ngô Lệ Thùy và Nguyễn Thị Kim Nhi để hỏi tội. Sau đó cha mẹ của cháu đã có những hành vi sử dụng vũ lực với cô giáo ngay tại trường học. Sau khi xem nội dung của hai đoạn clip cho thấy, trong lúc gặp mặt tại trường mầm non Mai Ca, cha của cháu L đã hai lần có động thái như muốn tương tác mạnh với cô giáo, nhưng lại được người vợ can ngăn. Sáng hôm ấy, sau khi nghe con gái kể bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh làm hại, hăm dọa, chồng tôi bức xúc, tìm đến trường để nói chuyện phải trái. Khi gặp hai cô giáo Thủy và Nhi, chồng tôi liền xông tới hăm he, chứ không hề có ý định hành hung. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm phân trần. Cụ thể, vào tối ngày 26 tháng 5, bé L nằng nặc đòi nghỉ học, không chịu đến trường đi học. Khi cha mẹ gặng hỏi em, thì L đã nói bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh hăm dọa nên không muốn đi học nữa. Bức xúc, sáng ngày 27 tháng 5, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã gửi đơn đến hiệu trưởng trường mầm non Mai Ca và phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Cát yêu cầu giải quyết về việc con mình bị cô giáo ở trường này sử dụng vũ lực. Trao đổi với phóng viên về vụ việc, cô Ngô Lệ Thùy cho rằng mình chỉ nhá nhá cháu L chứ không vụt roi nào. Sáng ngày 29 tháng 5, chị Trâm cho biết đã nhận được tin nhắn của đại diện trường mầm non Mai Ca, trụ sở đặt tại thị trấn Ngô Mây, mời đến để giải quyết vụ việc chị tố cáo giáo viên nhà trường hăm dọa con gái khi đang học tại đây vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Tôi đã trực tiếp đến trường mầm non Mai Ca, gửi đơn yêu cầu giải quyết về việc cô giáo của trường này có hành vi không phải với con tôi. Tuy nhiên khi xử lý vụ việc, nhà trường chỉ nhắn tin mà không gửi giấy mời đến để làm việc. Như vậy, nhà trường thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với phụ huynh nên tôi nhất quyết không đi. Việc cô giáo đưa con gái vào nhà vệ sinh tác động vũ lực, hăm dọa, khiến cho tâm lý của cháu trở nên ảnh hưởng, sợ hãi, không dám đến trường học, nên buộc lòng tôi phải cho cháu nghỉ học vì quá bức xúc. Do đó, tôi đã yêu cầu các cấp phải giải quyết vụ việc này cho thỏa đáng. Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng của trường mầm non Mai Ca cho biết, người trực tiếp dạy lớp bé L có hai cô giáo là cô Thùy và cô Nhi như đã nói trước đó. Việc phụ huynh cháu L nghe con kể lại rồi cho rằng cháu bị hăm dọa, trong khi đó gia đình chưa cung cấp được bằng chứng cụ thể là không hề có cơ sở. Trong khi đó, cô Thùy xác nhận cách đấy vài hôm, vì không nghe lời giáo viên cô đã đưa cháu vào nhà vệ sinh nhà trường, mắng rồi dùng thước nhá vào tay chứ không hề hăm dọa. Và trong một diễn biến khác, sau khi làm việc với đại diện trường mầm non Mai Ca về vụ việc trên, một người đàn ông tự xưng là chủ và là chồng của bà hiệu trưởng trường này liên tục gọi điện thoại, nhắn tin với nội dung hăm dọa phóng viên, gia đình phụ huynh của cháu L. Tiếp đó, vào sáng ngày 30 tháng 5, trên trang Facebook cá nhân Thùy Ngô, cô Ngô Lệ Thùy, giáo viên của trường mầm non Mai Ca, đã đăng một bài trần tình về việc mình bị phụ huynh tố cáo đưa học sinh vào nhà vệ sinh để hăm dọa. Theo nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân, cô Thùy cho rằng mình đã bị vu khống. Cụ thể, cô cho rằng cô không hề kéo học sinh L vào nhà vệ sinh. Ngoài ra, cô Thùy cũng quả quyết mình không hề đe dọa đến bé L như những gì mà đơn tố cáo đã trình bày. Không chỉ như vậy, cô Thùy còn cho rằng phóng viên chưa từng phỏng vấn cô, nhưng vẫn cứ lên bài trích dẫn lời nói của cô y như thật. Trong khi đó, thì ngay sau khi nhận được đơn của chị Trâm, mẹ của cháu L tố cáo, rõ ràng khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 5, phóng viên đã có buổi làm việc với bà Hạnh, hiệu trưởng nhà trường. Tại đây thì bà Hạnh cũng đã gọi hai giáo viên là cô Thùy và cô Nhi lên trình bày vụ việc với phóng viên. Rõ ràng cô giáo Thùy đã trực tiếp trình bày vụ việc mình bị tố cáo với phóng viên. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, trên trang Facebook cá nhân, cô này lại nói rằng phóng viên chưa từng phỏng vấn nhưng vẫn lên bài.
Đây có thể nói là một hành vi bẻ cong sự thật trắng trợn của một cô giáo mầm non. Liên quan đến vụ việc trên, nạn nhân đã nhiều lần khẳng định bị cô Thùy sử dụng vũ lực trong nhà vệ sinh. Cô Thùy đã bắt con vô nhà vệ sinh rồi tấn công con. Cô Thùy nói là nói láo. Cô Thùy nói láo là cô thay đồ cho con mà cô vẫn chưa thay, rồi cô cứ vụt con. Vụt thước con xong rồi thì cô la con. Con buồn nên con mới không muốn đi học với bạn nữa. Cháu L kể lại. Sáng ngày 3 tháng 6, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Cát đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện về vụ việc này. Theo đó, nội dung chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm tố cáo hai cô giáo hành hung con gái mình là chưa có cơ sở, vì phía gia đình không có chứng cứ để chứng minh. Trong khi đó, cháu L cũng không hề có dấu vết thương tích gì trên người, tâm lý của cháu vẫn bình thường. Cô Thùy thì cho rằng, những ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô chỉ dùng lược ham he khi cháu L có sai phạm. Qua xác minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Cát đã kết luận, hành vi cô giáo Ngô Lệ Thùy dùng lược ham he tác động vũ lực đến các em nhỏ khi có sai phạm là sai so với điều lệ của trường mầm non. Do vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cô Thùy, đồng thời nghiêm cấm cô giáo Thùy dùng các hình thức xử phạt các em nhỏ trong giáo dục các em của cháu L xông vào trường văng tục ép vật lý với cô giáo Thùy là không đúng. Phía gia đình cháu L cũng đã thừa nhận hành vi này là sai. Sau khi nghe đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Cát phân tích sự việc, phía nhà trường, cô giáo Ngô Lệ Thùy và phụ huynh đều nhận ra những sai sót của mình và cam kết không khiếu kiện lẫn nhau nữa. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 20 tháng 5 cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cha mẹ của học sinh hành hung giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Theo đó, vào khoảng đầu giờ học buổi sáng ngày 19 tháng 5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 trường tiểu học trung học cơ sở Lộc Giang, đang đứng lớp, thì ông Nguyễn Hồng Phúc, 42 tuổi, cha của học sinh NBN đang học tại lớp này, đến thẳng vào lớp học. Khi cô Thúy bước ra ngoài xem chuyện gì, ông Phúc đã bất ngờ dùng nón bảo hiểm tường liên tiếp vào đầu của cô. Bảo vệ nhà trường cùng với một số giáo viên đã kịp thời can ngăn và báo chính quyền địa phương. Cô Thúy được đưa đi bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cách đó hơn 10 km để điều trị vết thương này. Theo một số phụ huynh, chiều ngày 18 tháng 5, cháu N cùng với hai học sinh khác rời lớp chậm hơn so với các em, khiến cho gia đình cháu cho rằng cô giáo cố ý giữ cho ra trễ. Sáng ngày 19 tháng 5, ông nội của cháu N đến phòng hiệu trưởng để kiến nghị, cho rằng cô giáo không cho cháu về sớm và có hành vi tác động vũ lực đối với cháu. Lãnh đạo nhà trường đã giải thích, chưa phát hiện và sẽ trao đổi với cô chủ nhiệm. Ngay sau đó, bố của em học sinh này đã bất ngờ chạy xe thẳng vào trường, hành hung cô giáo bất tỉnh. Vị phụ huynh học sinh côn đồ đã bị công an xã tạm giữ để làm rõ hành vi. Thương tật của cô giáo sau đó cũng đã được bệnh viện tổ chức giám định. Thế nhưng dù thế nào thì sự việc phụ huynh học sinh hành hung giáo viên là không thể nào chấp nhận được và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, căn cứ vào mức độ tổn thương của cô giáo trong trường học cũng cần được cho là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, nhất là trong môi trường giáo dục. Sáng ngày 20 tháng 5, đã đến trường tiểu học trung học cơ sở Lộc Giang tìm hiểu vụ việc. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã có văn bản báo cáo vụ việc về Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An. Công an xã Lộc Giang đã làm việc bước đầu với ông Nguyễn Hồng Phúc. Theo ông Phúc, việc ông hành hung cô giáo Thúy có liên quan đến việc trước đó con của ông có kể với cha mẹ chuyện bị cô giáo phạt đòn. Nói về vụ việc, một phụ huynh cho biết thêm, tôi cũng có con đang học lớp 1, nên hiểu tại sao đôi khi các con lại ra về muộn hơn các bạn khác. Vì một số bạn chưa làm xong bài tập hoặc là viết chậm hơn, nên có lẽ sẽ ra về muộn hơn. Bên cạnh đó, việc rèn chữ cho học sinh lớp 1 rất vất vả. Vậy mà phụ huynh lại có những hành động đường đột như vậy. Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Thắm cho rằng, giáo viên cũng có rất nhiều áp lực, gia đình cũng nên có sự chia sẻ với các thầy cô. Những người theo dõi vụ việc đều cho rằng, phụ huynh trong trường hợp này quá nóng nảy, cần có những cách xử lý hài hòa hơn. Cách thời điểm này khoảng 2 năm, dư luận cả nước cũng đã từng xôn xao khi tại trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cũng đã từng xảy ra vụ cha mẹ học sinh bắt cô giáo chủ nhiệm phải quỳ gối vì cho rằng cô này đã phạt con của họ bằng cách quỳ. Cụ thể là vào khoảng tháng 2 năm 2018, có 4 phụ huynh đã tới trường tiểu học Bình Chánh lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo N vượt quá chuẩn mực sư phạm. Cụ thể là trong quá trình dạy, cô đã bắt học sinh có lỗi phải quỳ trước lớp. Việc này đến tai nhiều phụ huynh và họ đã đến nói chuyện với cô này. Biết mình sai, cô N đã nhận lỗi, hứa khắc phục sai sót. Tuy nhiên, có một vị phụ huynh không đồng tình. Mặc dù hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn, đại diện trường đã xin lỗi phụ huynh, đồng thời hứa sẽ có biện pháp xử lý đối với giáo viên và nói cô N không được quỳ.
Nhưng do bị các phụ huynh gây áp lực, cô phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh khác và có sự chứng kiến của một số giáo viên trong trường. Đấy là một chuyện từ phía phụ huynh, còn từ phía giáo viên cũng không khó để bắt gặp những câu chuyện kinh khủng như thế này. Mới đây thôi, tại thủ đô Hà Nội được báo chí phản ánh, chị DTX có con đang học lớp 2A5, trường tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bức xúc cho rằng con mình bị cô giáo làm bầm tím môi vì làm toán sai. Thấy con kêu đau nên tôi đã gặng hỏi. Con bảo bị cô giáo chủ nhiệm là cô Kim Oanh đã vụt véo tay, lấy tay vào mặt, lấy sách ném vào mặt, vụt cả tiết học buổi sáng và buổi chiều. Vừa ra tay vừa chửi vì con làm sai toán. Ngay sau khi nghe con nói vậy, mọi người đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi han tình hình. Con tự lấy tay cạy ra mà thôi. Cô còn giúp con lấy bông lau cả vết máu nữa. Chị X kể lại. Do đó vụ việc này cũng một lần nữa khiến cho dư luận dậy sóng. Thế nhưng sự thật về nó thì vẫn chưa rõ ràng, bởi còn thiếu quá nhiều chứng cứ để có thể chứng minh được ai mới là người sai phạm. Chắc chắn không ít người cảm thấy đau lòng khi nghe những chuyện như này. Bởi lẽ đó là vấn đề giáo dục, vấn đề đạo đức xã hội gây nhức nhối. Liệu những em nhỏ sẽ học được gì từ những bậc làm cha chú chỉ biết dùng tay chân để giải phóng cảm xúc nóng giận của mình như thế? Và nếu ngay cả trong môi trường giáo dục, các em lại chính là nạn nhân trong vụ việc bị giáo viên hăm dọa, chúng sẽ trưởng thành với tâm hồn tổn thương và đầy tì vết ra sao? Do đó, chúng ta nên cố gắng giữ cho thế hệ trẻ một môi trường trong lành, và chính những người lớn là thầy cô, là bố mẹ hãy luôn biết lắng nghe và có cách giải quyết nhẹ nhàng để cho môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.